Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hà Nội. Đây là đường ra sân của Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Hà Nội đó là ông Nguyễn Đình Hoàng, duy nhất mình Hồ Văn Ý. Đây là Nguyễn Minh Hải, trận đấu đầu tiên trên. Đây là huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng, cũng là giải vô địch quốc gia Futsal, luôn luôn có những đội bóng trẻ được góp mặt với rất nhiều những cái tên khác nhau như Cao Bằng hay là Hà Nội. Thì dứt điểm đầu tiên của trận đấu và nó thuộc về Nguyễn Thịnh Phát, vẫn là một pha dứt điểm sấm sét bằng chân trái, chân thuận của Thịnh Phát. Thịnh Phát đến với Futsal từ sân chơi của bóng đá Phủ Đồng Nai. Những pha phối hợp rất hay của các cầu thủ Hà Nội. Các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng đang chơi đầy tự tin và hứng khởi trước những bậc đàn anh. Nhưng vào đúng vị trí của cầu thủ Hà Nội. Bây giờ là cơ hội phản công. Pha xoạc bóng kỹ thuật của Văn Vũ không có lỗi. Và bay người cứu thua rất hay của Bùi Ngọc Long. Vẫn chưa có bàn thắng cho các cầu thủ chủ nhà Thái Sơn Nam. Ngược lại, Thái Sơn Nam đã phải nhận hai lỗi nguy hiểm. Không vào. Đây mới là cơ hội rõ ràng nhất của hiệp đấu đầu tiên. Một tình huống lên bóng quá hay của các thủ Hà Nội. Pha phối hợp có thể nói là quen thuộc của sân chơi Futsal. Vừa lên dẫn trước khi mà họ đã chơi quá hay trong những phút vừa qua. Phòng ngự một cách tự tin và điềm tĩnh. Rất kỹ thuật, dứt điểm không vào. Cần những tình huống dứt điểm khó hơn nữa để có thể khuất phục được người nhện Hồ Văn Ý. Vừa rồi là pha xử lý của Thạc Hiếu. Đúng là Hà Nội đang chơi cực hay, rất thoải mái. Pha xử lý kỹ thuật của các câu lạc bộ Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc được bố trí thi đấu cho những địa phương khác để khỏi. Nhan Gia Hưng, Đức Hòa hơi dài, vẫn là Đức Hòa không được. Đó là pha phối hợp sở trường giữa Đức Hòa và Thịnh Phát. Đúng chuyển, kỹ năng xử lý bóng cá nhân cũng rất hay. Bây giờ là cơ hội dành cho Thái Sơn Nam, 3-2, vẫn không vào. Pha cứu thua của Ngọc Long. Ngọc Long đang tỏ ra rất đau. Một tình huống phát cồn. Và xử lý có thể nói là không hợp lý của phát cồn. Cơ hội không được, quá đơn giản. Và đây sẽ là cơ hội phản công của Thái Sơn Nam, không được. Người vừa xuất hiện có lẽ là ông Dogo, huấn luyện trưởng của đội tuyển. Nguy hiểm. Đó là một trong những pha bóng phối hợp tốt của các cầu thủ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Nó đến từ pha xử lý cá nhân của Ngọc Linh. Một tình huống dứt điểm hay và có ý đồ về. Nguy hiểm. Đã có sai sót đến từ Bùi Ngọc Long. Và người đã ghi bàn cho các cầu thủ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đó là Nhan Gia Hưng. Bàn thắng thứ hai của Nhan Gia Hưng ở mùa giải năm nay. Tình huống đá phạt góc rất khó chịu của Đức Hòa. Một cú chích mũi bất ngờ và lỗi kỹ thuật. Đức Hòa xử lý rất bình tĩnh. Thái Huy 2-0, 2-0 cho các thủ chủ nhà Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Hà Nội đã bắt đầu bộc lộ những sai sót về mặt kinh nghiệm. Họ đã để mất bóng rất nhiều ở khu vực sân nhà. Và vừa rồi một lần nữa chúng ta nhìn thấy được tình huống xử lý thông minh và cực kỳ chính xác của Đức Hòa. Và Thái Huy thì cũng đã cho thấy được phong độ cao ở thời điểm hiện tại. Và ngay tức các thủ Hà Nội đã trở về sân nhà. Anh Duy 3-1. Không được. Vẫn không được. Đó là một pha phối hợp bài bản của các thủ Thái Sơn Nam. Nhưng thiếu đi độ chính xác ở tình huống dứt điểm cuối cùng. Người cắt được bóng là anh Duy. Đường chuyền ngang tốt. Nhưng pha dứt điểm đầu tiên của Ngọc Linh. Văn Vũ. Pha phối hợp cơ bản. Và Thịnh Phát đã có được bàn thắng thứ 3 ở mùa giải năm nay. Cũng là bàn thắng thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay, nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Sự bài bản, sự kết hợp một cách ăn ý nhuần nhuyễn của các bậc đàn anh
đã mang lại bàn thắng này cho các cầu thủ chủ nhà Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Những pha phối hợp vào sân, pha xử lý có phần lúng túng của Hồ Văn Ý. Cơ hội lẽ ra phải là một đường chuyền ngang của Nhân Nam thì sẽ tốt hơn. Thịnh Phát, vẫn là Thịnh Phát, không được. Dứt điểm từ góc hẹp của Thịnh Phát đã chưa thể mang lại bàn thắng thứ tư cho Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. GFD Sông Hàn là những đội bóng bị đánh giá thấp ở giải đấu năm nay, và cuộc đối đầu của Hà Nội với Cao Bằng cũng sẽ là một cặp đấu hấp dẫn. Đức Hòa hiệp 2 thi đấu rất ít và bây giờ thì mới trở lại sân. Rồi, như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho các cầu thủ Hà Nội. Và dứt điểm của Văn Đạt, nỗ lực rất lớn của các cầu thủ trẻ Hà Nội đã được tưởng thưởng bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở những giây thi đấu cuối cùng. Pha xử lý có phần chủ quan của các cầu thủ phòng ngự và cả thủ môn Hồ Văn Ý. Tưởng chừng như bóng đã đi hết đường biên ngang sau tình huống đột phá của Nhân Nam, nhưng Nhân Nam đã nỗ lực và thực hiện một tình huống căng ngang chất lượng. Bên trong thì Văn Đạt cũng đã có một pha xử lý rất khéo léo và tự tin ở sân nhà. Thế nên đội bóng nào có chiều sâu lực lượng, có được sự ổn định hơn về mặt phong độ sẽ là đội bóng lên ngôi ở cuối giải. Và tình huống xử lý vừa rồi của Hồ Văn Ý cũng đã khép lại cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5. Và một chiến thắng xứng đáng dành cho Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Và rõ ràng đó là một chiến thắng cách biệt với tỷ số 3-1, nhưng thủ thành Hồ Văn Ý không hề vui một chút nào cả. Anh vẫn chưa có được trận đấu trắng lưới nào ở mùa giải.